Hello, xin chào tất cả quý anh chị để quay trở lại với kênh Khương Thạch. Đấy, hôm nay thì anh em vừa mới đào lên một gốc cây của hóa thạch còn nguyên sinh, nguyên zin, chưa đụng dao kéo nha mọi người nhá. Vừa mới đào lên. Đấy, kích thước của hóa thạch là cao 55, ngang là 30, nặng khoảng 55 kg. Đấy, giao lưu với tất cả quý anh chị, cây này là 2.500.000, chuyển khoản bao ship toàn quốc trên toàn thế giới nha mọi người nhá. Đấy, mọi người kết thì nhanh tay kết bạn, inbox qua số Zalo 0903 56 10 15 nha anh chị nhá. Xin cảm ơn rất nhiều ạ.